Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa, hôm nay mình sẽ quay một tựa game mới có tên là Star Wars Battlefront. Và như các bạn đang thấy đây, đây là chính là bản beta vừa mới ra mắt cách đây khoảng được 1 ngày. Và hiện tại là mình sẽ chuẩn bị quay cái tựa game này. Thì trong phần beta của tựa game này sẽ có hai phần nhỏ là multiplayer với mission. Và các bạn sẽ chuẩn bị thấy ngay đây thôi. Thì multiplayer thì các bạn sẽ thấy nó giống như là tựa game Battlefield. Đúng nghĩa luôn, tại vì đây là một tựa game của DICE. Tuy nhiên trên một cái độ mức độ thì nó sẽ không bằng Battlefield như là 64 người một phòng. Thì các bạn thấy nó chỉ là online game khoảng từ 6 đến 40 người một phòng thôi. Nhưng nó cũng khá là hay đó. Mình sẽ thử và mình sẽ cho các bạn thấy nó như thế nào. Nhưng trước hết là mình sẽ thử một cái mission ngoài chứ đó là mission. Cái mission này là các bạn có thể chơi một người hoặc là hai người qua thông qua co-op. Thì nó kiểu như là survival. Thật chất là nó có tới 3 cái rồi, một cái training, một cái battle. Mình thật chất trong phần beta này nó lại không có, cho nên mình không thể nào chơi được. Vì cái duy nhất mình có thể chơi đó là survival. Mà trong survival nó cũng có nhiều cái khác nhau nữa là survival solos, endurance, hot. Mấy cái này thì thật sự là mình cũng chưa biết nó là cái gì đâu. Nhưng mà để mình đoán thì nó sẽ là cái này nó sẽ là này sẽ là đu tạo, đu máy bay hay gì đó, là bắn trong rừng, chống con robot hay gì đó. Mình sẽ chơi cái này. Trong đây có một câu hát hay dựa trên cái bộ phim của nó, May the Force Be With You. Thì nó sẽ cho mình chọn chế độ duy nhất là chế độ Normal. Như các bạn thấy là mình có mấy đứa bạn đã từng chơi tựa game này. Có lẽ họ cũng đã chơi co-op rồi, Milkshake, Killer Coast. Rồi bên đây Time Single chơi, có thể là thấy nhiều bạn như Sushi gì đó. Partner mình có thể chọn là Partner Single Player hoặc thậm chí là co-op thành một cách chia đôi thành Split Ring. Ok, mình sẽ chơi single player trước. Lúc đầu mình tính livestream tựa game này nhưng mà mình thấy tựa game này khá là hay. Và nó sẽ rất là khó chịu nếu mà mình không quay 60fps. Cho nên mình sẽ nghĩ lại và mình chuyển sang mình quay riêng luôn, chứ không có livestream nữa. Mỗi lần livestream thì mình mạng mình có thể livestream tới 60fps nhưng mà nó sẽ rất là nhìn nó rất là kỳ, nhìn nó không được hình ảnh nó không được sắc nét cho lắm, cho nên mình sẽ quyết định mình không quay stream kiểu đó nữa. Và mỗi lần mình stream mình chỉ stream được 1080 thôi, cho nên thay vì đó mình sẽ quay. Not my best landing. Chúng ta đi vô web 1 rồi. Những cái thẻ bài mà các bạn thấy bên phải mình đó là nó ra. Chết chưa? Ủa rồi. Đâu đi. Ô mát thanh niên. Ngoài đó hình như còn một thằng nữa. Where are you? Hình như là đằng sau luôn, mình phải nhìn minimap. Nhiều lúc mình cũng không rõ, từ game này mình còn mới chơi cho nên vẫn còn đang tập. Đâu rồi, thanh niên đâu? Oh, đâu rồi? Xuống đó rồi, đây. Mấy hàng này gọi đúng như tên là Storm Troopers. Ui, gì vậy? Ủa, còn một thanh niên nữa. Khó lắm luôn kìa. Để mình chỉnh lại cái control ha. Soldier button ở đây. Gameplay.
Em mà switch off. Cái này như các bạn có thể chỉnh giữa góc nhìn người thứ nhất với góc nhìn người thứ ba nữa. Game khá là hay. Nhưng mà mình cũng không rõ là chỉnh bằng lúc nào, hoặc là phải chỉnh vô setting chỉnh hay sao. Prepare for next wave. Nhìn cái map cũng khá là đồ sộ chứ. Theo mình thấy là vậy. Ồ, oh, công nhận. Đây và đồ sộ. Tức là những cái gì mình thấy trong mạng meta này. Tuy nhiên nó là những một chỉ hồ một vài map thôi. Anh đi nè. Chi bác. Ôi, headshot. Thế mình thấy là các bạn nào rành chơi bắt đầu phim có thể sang đây chơi một cách rất là dễ dàng. Ôi, gì đây? Mình ô oh, sao thanh niên đi châu bò vậy? Thanh niên châu bò. Và trong tựa game này hình như không có đặt đạn nữa. Không có đặt đạn, bắn luôn. Nhưng mà mỗi lần bắn là nó kiểu như nó có cái what the fuck. Không làm được phải. Kiểu như là nó có cái độ nóng của nó, nên mà mình làm hết độ nóng của nó thì mình sẽ không được bắn được nữa, mình phải đợi cho nó hạ nhiệt cái đã rồi mình mới bắn tiếp được. Mày đi trong Conquest trong Battlefield 4 nè. Nó chiếm điểm rồi defend rồi. Oh what the f. Ôi, cái là một là cái gì ta? À đây. Để bắn lên robo chứ nè. Không biết đây tính đạn rơi không nhỉ. Ơi, thanh niên cho bọn kìa. Chắc mình đứng đây nó không bắn được mình luôn nha. Ủa, đứng yên để đón. Ôi rồi, hết máu rồi. Cái này là gì đây? Ờ, ăn máu hay sao á? Đâu rồi, chết đâu rồi. Ôi, nó sắp lên rồi. What the fuck? Đi. Chào bỏ thế. Chết đi. Nếu mình cũng gần hết máu rồi. Chết đi. Yeah, nổ rồi, má hết đá rồi, mừng quá. L1 cộng R1. Infantry turret, oh. Đặt cái này để bảo vệ cái cục này. Không biết trong đây có game này có súng sniper không nữa. Đâu ta, ây, oh, bậy. Ở trong đây nó có rào trắng à. Mình nghĩ bắn vô không được hay sao á. Còn mình bắn ra cũng đâu được đâu. Ờ, vô trong lại. Má bắn gì ghê vậy. Dùng này bắn cho nó lẹ. Đù. Thanh niên cho bò. Ủa bắn nhẹ nãy mà không chết hay sao. Ờ, thanh niên này có súng gì nữa nè. Má rồi, mới đi chơi. Mình đúng nghĩ dân thường gặp dân chơi. Mình rồi, quên lên tới web 5 rồi. Phải bảo toàn sự sống và cố gắng lên tới web 6. Tôi cũng gần xong rồi. Nó đâu vậy? À đây, hướng này. Hướng này chứ. Một thanh niên đã xuất hiện. Ừ, thêm thanh niên bên đây nữa. Đây nhiều thanh niên quá vậy. Bắn phụ ơi. Má thanh niên kia có cả. Ơ. Chết rồi. Lại bấm nhầm nút. Đâu rồi. Nó đi hướng này.
Bus anh ơi, ơi má bus hụt cái tụi á, ơi ơi trời ơi cái hộp cái hộp, chết mẹ rồi cái hộp. Rồi rồi, đợi nó tí, nó lên đi. Ơi lại nữa, bữa thì nó tìm chỗ chạy lên luôn cho rồi. Cái hộp cái hộp cái hộp. Lò lò ngáo ngáo bắn tục thì chứ sợ nó lại nó phá cái hộp thì thôi. Oh shit, chết rồi cái hộp. Không biết nó có bị gì không ta, tôi dí heo nữa. Còn còn ba đứa nữa rồi. Ở đây 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 ba thanh niên ngáo ngáo, cộng một thêm thanh niên mặc cái đồ giáp nữa chứ. Ở đây đây, đây. Đúng quá chỗ luôn, đúng chỗ thiệt chứ. Ôi má té cũng mất máu nữa nè. Thế đâu đâu thằng còn thanh niên cuối nè. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi, à đây còn mỗi mình em thôi đó. À đây 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 rồi, dính cái này bắn khá là dễ cho nên mình thấy trong đây nó dễ chứ mình cũng không hiểu cho phần single multi nó sẽ như thế nào. Ôi climb the boss rồi, climb tiếp. Vừa phải đi climb mà vừa phải bảo vệ nữa. Prepare for the next web. Web cuối cùng luôn, mình nghĩ là vậy. Đây là web 6 rồi. Climb the boss, climb the boss. Defend the boss. Dude, I like it. Ủa má sao cho bò máu lượng hết rồi. Char char. Mình cũng không rõ là char up là cái gì. Cô biết ra. Cái này có gì tăng đam hay sao. Mình không rõ luôn. Chết đi. Sao cho bò quá vậy. Sao ai bảo em cho bò gì đâu. Còn thằng nữa không có tóc tóc. Thằng này có dùng súng gì, có lightsaber nữa hả? Ơi gì vậy? Á thằng này móc lớp. Móc lớp thằng này. Ngoài ra thì ngày mai nếu mà mình rảnh là mình sẽ cố gắng mình stream từ game gì vậy? Stream từ game Metal Gear Solid 5. Thank you for playing. Q44 headshot 9 lần. Normal. Và mình không rõ là mình được bao nhiêu điểm nữa. Exit tới coi 9 phút 30. À tính theo thời gian hả. Đâu hình Darth Vader, Darth Vader nhìn khá là chất. Để chụp lại tấm coi. Welcome to Star Wars Battlefront. Và thế mình nghĩ là phần này sẽ kết thúc ngay tại đây. Và mình cảm ơn các bạn đã xem qua tựa game này. Nếu các bạn thích phần comment bên dưới. Và ngày mai mình sẽ có thêm một phần mới nữa. Mình sẽ quay phần khác nữa là phần multiplayer. Và mình cũng như mình đã nói là mình nếu các bạn thích thì kéo cho mình biết phần comment bên dưới. Mình sẽ rất là cảm kích nếu như các bạn là like và subscribe channel mình để biết để coi thêm nhiều tựa game mới. Và mình sẽ tiếp tục quay tựa game Metal Gear Solid 5, nhưng mà không phải phần single tại vì anh Hiệu Bé đã quay rồi. Như vậy mình sẽ quay phần Metal Gear Online hả thôi. Thì đa phần mình sẽ chơi mấy tựa game nào mà bắn súng hot và có multi là các bạn sẽ chắc chắn là sẽ có mặt mình ở đó, cho nên các bạn khỏi lo. Cho nên mình nghĩ là các bạn sẽ thích nó. Và ngoài đó cũng là cái chuyên môn của mình, tại mình cũng chứa dựng là chơi game bắn súng này nọ kiểu. Và ngoài ra thì sắp tới, dự định sắp tới là mình sẽ có rất là nhiều game. Và Assassin's Creed Syndicate luôn là cái sự lựa chọn đầu tiên của mình và mình ưu tiên nó hơn. Và ngoài ra thì còn tựa game Rainbow Six Siege. Thì tựa game đó thì hình như vừa mới hết beta rồi. Mình không được quay được nữa, mình nhưng mà phải đợi tới ngày ra mắt khoảng tới tháng 12 hay sao á. Ngoài ra thì còn Halo 5 nữa, Halo 5 độc quyền cho Xbox One. Mình nghĩ là mình sẽ quay từ game này. Game này sẽ không dài khoảng khoảng 12 tập
tại vì mình nghe nói là có khoảng 12 cái mission giống như Battlefield vậy, thì mình nghĩ là nó sẽ ngắn và mình sẽ cố gắng quay xong sớm. Và nếu mà mình quay xong Assassin's Creed Syndicate mình sẽ chuyển sang tựa game này. Nói chung thì tháng 10, tháng 11 mình nhiều game lắm, cho nên các bạn khỏi lo. Ngoài ra còn có Battlefield 3 nữa, nhưng mà cái chuyện nó sẽ tính sau. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem qua và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Ok.